khi nào mà bà con muốn tìm hiểu cũng như chăn nuôi cái con này thì có thể đến tất cả những cái trang trại của chúng tôi. Chúng tôi sẽ có những các cái chỗ ăn, chỗ ở để cho bà con đến để học hỏi. Có một con loài động vật hoang dã mà chỉ có ăn chuối và ăn cháo mà đã mang lại doanh thu cho những người chăn nuôi cả tỷ đồng, thì đó là con gì? Và hôm nay đây tôi sẽ xin bật mí cho bà con, đó là con nông thôn làm giàu. Xin chào bà con. Trong nhiều năm trở lại đây, các loài vật nuôi thông thường như con trâu, con bò, con lợn, con gà, con vịt đã không còn mang lại nhiều lợi ích về kinh tế như những năm về trước. Với các loại bệnh dịch lây theo đàn gây hao hụt vật nuôi hàng loạt, hay giá cả cám bã chỉ có dấu hiệu lên cao, mà giá thịt lại luôn bấp bênh và không ổn định. Vậy nên, nhiều bà con đã tìm và chuyển hướng sang các mô hình chăn nuôi mới hiệu quả hơn, giá trị kinh tế ổn định hơn. Trong đó, chăn nuôi các loài động vật hoang dã đang là hướng đi mới, làm giàu cho nhiều bà con hiện nay. Với truyền thống gia đình chăn nuôi lâu năm, anh Nguyễn Văn Thành, có địa chỉ tại xã Liên Châu, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội, đã tiếp nối thành công, phát huy hiệu quả mô hình chăn nuôi các loài vật có nguồn gốc từ tự nhiên. Và hiện nay anh đang sở hữu một chuỗi trang trại lớn được trải dài từ Bắc vào Nam. Xuyên suốt trong video này, anh Thành sẽ chỉ ra cho bà con những kinh nghiệm chăn nuôi của mình để bà con tham khảo. Mời quý bà con cùng theo dõi. Xin kính chào quý bà con và các bạn. Tôi tên là Thành, chủ một chuỗi gây nuôi các con động vật hoang dã như con rúi mốc đại Trung Quốc, con rúi má đào Thái Lan, con giòn và con cầy và hương cũng như là con cầy và mốc. Gia đình tôi, như bà con biết, gia đình tôi là có thâm liên chăn nuôi các con động vật hoang dã này. Và hiện nay đây, tôi đã và đang xây dựng cho mình một chuỗi trang trại từ Bắc vào Nam chăn nuôi các con động vật hoang dã này. Và hiện nay tôi đang có các trang trại ở Liên Châu, Thanh Oai. Vâng, và chúng tôi có ở Đoan Hùng, Phú Thọ, và ở Thừa Đông, Bình Thủy, Cần Thơ, và còn nhiều các trang trại vệ tinh khác của tôi trên cả nước, từ Bắc chí Nam. Và hiện nay đây tôi đang đứng tại phân trại Liên Châu, Thanh Oai. Xin mời bà con vào trang trại tham quan cùng với tôi. Loài động vật hoang dã mà anh Thành đang chăn nuôi có những đặc điểm nổi bật hơn hẳn các giống vật nuôi thông thường, như nguồn thức ăn rất rẻ và sẵn có, không phụ thuộc vào cám công nghiệp nên chất lượng thịt rất thơm ngon bổ dưỡng, chi phí chăn nuôi thấp và giá cả thị trường luôn ở mức cao, chăn nuôi dễ. Đó chính là điều thôi thúc anh Thành nhân nuôi và gắn bó với loài động vật sẽ được anh giới thiệu tới quý bà con ngay sau đây. Có một con loài động vật hoang dã mà chỉ có ăn chuối và ăn cháo mà đã mang lại doanh thu cho những người chăn nuôi cả tỷ đồng, thì đó là con gì? Và hôm nay đây tôi sẽ xin bật mí cho bà con, đó là con cầy và mốc. Vâng, với cái nguồn thức ăn sẵn có rẻ tiền để nó ăn hầu hết tất cả các loại hoa cả ngọt, và với một cái nồi cháo như của nhà tôi đây, đó đấy, là chăn nuôi con này nó đã mang lại cái nguồn doanh thu rất là lớn. Khi chăn nuôi thì chắc chắn ai cũng muốn có được hiệu quả kinh tế cao nhất có thể. Nhưng để làm được điều đó thì nhất thiết bà con cần đầu tư thời gian để học hỏi cách làm từ những trang trại đang chăn nuôi thành công như của anh Thành đây. Rồi từ đó bà con có thể nhận định được mô hình chăn nuôi này có phù hợp với mình hay không. Anh Thành cho biết hiện nay trang trại chồn sinh sản của anh đang vào thời điểm tách chồn baby, nên khi bà con đến tham quan các trang trại của anh thì sẽ thấy rất nhiều chồn con, và đây cũng là một trong những ưu điểm vượt trội mà hầu hết các trang trại khác không có hoặc rất ít. Thời điểm này là cái thời điểm mà dòng chuồn mốc tách bầy, và khi bà con đến bất kỳ một cái trang trại nào của chúng tôi thì bà con cũng thấy rằng là sẽ có rất là nhiều các cái chuồn baby, bởi vì chỉ có những các cái trang trại mà sinh sản ra thực tế thì mới có rất là nhiều các cái chuồn con như thế này. Đấy là cũng là một trong những các cái ưu điểm của trang trại của chúng tôi đã cung cấp ra cho rất là nhiều các trang trại khác. Với cái thời điểm này thì khi bà con đi tham quan những các cái trang trại sinh sản thì rất là dễ. Bởi vì sao? Bởi vì những các cái trại sinh sản như của nhà tôi đây thì bà con có thể là rất dễ nhận thấy rằng là rất là nhiều các cái dòng baby. Bà con có thể đi chúng tôi lên có những các cái dòng baby là lên đến hàng nghìn cái con. Đấy nên là cho bà con tha hồ bà con tham quan. Với những các cái dòng baby mà tách mẹ ra như này thì bọn tôi sẽ có thể là cho khách vào tham quan thoải mái. Chỉ có những cái khu vực sinh sản thì chúng tôi mới hạn chế cái khu vực vào tham quan,
Còn đâu những các cái mà khu vực tách nuôi như của nhà tôi đây thì gần như là bà con có thể là vào tham quan cũng như là vào sẽ có thể là giao lưu rất là thuận tiện chứ không khó khăn gì. Với những cái con chồn mà thuần chủng như của nhà tôi đây thì gần như là nó sẽ rất là hiền. Vâng, đấy, rất là hiền. Đó, vì nó đã được sinh ra ở trại của chúng tôi nên là gần như là các con chồn đó khá là thuần chủng. Thời gian gần đây thì cũng có rất là nhiều bà con đang tìm hiểu những cái con vật gì mà mang lại giá trị kinh tế cao và không mất quá nhiều cái thời gian chăm sóc mà lại cần những cái thức ăn nó lại sẵn có. Thì đó là những các cái câu hỏi của rất là nhiều bà con đang mong muốn là tìm ra cho mình những con vật nuôi gì. Thì xin chia sẻ với bà con rằng là con chồn mà nhà tôi đang nuôi đây thì gần như là nó đã đáp ứng được rất là nhiều các cái tiêu chí đó. Thứ nhất, được các cái chuồng trại cũng của bà con. Thứ hai, cái nguồn thức ăn thì nó rất là sẵn có, ví dụ như các loại hoa quả ngọt nói chung hoặc là chuối đu đủ hoặc là các cái loại mà hoa quả ngọt mà ở sẵn có trong vườn bà con đấy, rất là dễ kiếm. Và buổi chiều chỉ có mỗi một cái bát cháo nhỏ đó thôi, và cái chi phí thức ăn nó không quá lớn để cho bà con chăn nuôi cái này. Và một cái yếu tố nữa đó là với cái những cái năm gần đây thì đời sống người ta được nâng lên, cái ngành ẩm thực được nhiều người quan tâm hơn và được thưởng thức những các cái món ăn độc lạ, thì những các cái con này được nhiều người người ta đến thưởng thức, nên là với cái thị trường càng ngày càng mở rộng, nên là tôi nghĩ đây là một cái cơ hội rất là lớn cho những bà con chăn nuôi các con động vật hoang dã nói chung. Chăn nuôi chồn mốc có khó không? Đây là một trong những thắc mắc của tất cả bà con khi mới tìm hiểu chăn nuôi. Anh Thành chia sẻ, đối với bà con mới nuôi loài động vật hoang dã này thì không phải ai cũng suôn sẻ ngay từ ban đầu. Hầu hết bà con đều biết cách chăn nuôi và chăm sóc chồn sau khi đã được anh tư vấn. Và theo anh, nếu bà con chưa có kinh nghiệm thì chỉ nên nuôi các loại chồn nhỡ hoặc lớn, với mục đích rất quan trọng là nuôi để học hỏi kinh nghiệm và sau đó mới đến nuôi để phát triển nhân đàn. Để chăn nuôi chồn này có khó không thì xin chia sẻ bà con là không quá khó. Ví dụ như kiểu là các cái dòng nó sẽ, chúng tôi sẽ có ra rất là nhiều các cái các lứa chồn khác nhau, ví dụ đây là loại bé này và có những các loại nhỡ và loại lớn. Thì nếu với những người mà tùy thuộc vào cái kinh nghiệm chăn nuôi, với những người mà chăn nuôi đã có kinh nghiệm rồi sẽ có thể chăn nuôi các cái loại bé, còn nếu không có kinh nghiệm thì theo tôi thì bà con có thể chăn nuôi những các loại nó lớn hơn để cho bà con dễ chăm sóc. Đó là những các cái mà kinh nghiệm mà tôi đã từng trải và đã đúc rút ra được đấy. Và bà con có thể là khi mà mới tìm hiểu lên đến trang trại xem trực tiếp với con giống, xem là với phù hợp với những cái lứa tuổi nào, với cái kinh nghiệm của bà con thì bà con nên vào giống cái lứa tuổi đó sẽ tốt hơn. Và khi mới tập chăn nuôi cái con chồn mốc này thì có nên bắt cái loại baby này không, thì theo cái kinh nghiệm của tôi rằng là gần như là bà con bây giờ đang xuất phát ở điểm số 0 và chưa có kinh nghiệm gì thì không nên nuôi cái loại bé, mà bà con nên nuôi cái loại nó lớn tháng tuổi hơn thì nó sẽ dễ hơn cho bà con khi bắt đầu chăn nuôi. Như bà con đang thấy trên video, đây là khu chuồng trại nuôi chồn của anh Thành. Bà con có thể tận dụng chuồng nuôi cũ hay nhà kho bỏ không cải tạo lại một chút là chăn nuôi được con chồn rồi. Anh Thành cho biết, kích thước chuồng nuôi chồn sẽ rơi vào khoảng vuông 80cm đến vuông 1m. Từ mặt đất lên sàn chuồng sẽ khoảng 40cm đến 50cm. Với khoảng cách như vậy, bà con sẽ dễ dàng vệ sinh khu chuồng trại hàng ngày. Tôi cũng nhận được một số các cái câu hỏi của bà con rằng là cái kích thước chuồng như thế nào là phù hợp. Thì xin tiện đây xin chia sẻ tới quý bà con rằng là nếu mà cái với một cái ô chuồng như của nhà tôi đây thì nó sẽ rơi vào khoảng độ từ 80 phân cho đến 1 mét. Ví dụ là chiều sâu là khoảng độ 80 phân thì chiều cao của nó cũng sẽ khoảng 80 phân. Từ dưới đáy, từ dưới mặt đáy lên đến cái sàn của nó là rơi vào tầm gốc khoảng độ 4 đến 50 phân để cho mình dễ dàng vệ sinh. Cái điều này đều là khá là thuận tiện trong một cái ô chuồng để chúng ta có thể làm để chăn nuôi cái con này rồi. Đấy, như của nhà tôi đây, rất đơn giản. Và một cái yếu tố nữa đó là cái yếu tố khi mà chăn nuôi các con động vật hoang dã này thì nên hạn chế cái ánh sáng của cái con này thì nó sẽ phù hợp với các cái con này hơn. Trong quá trình chăn nuôi chồn thì ngoài yếu tố chuồng trại đã được anh Thành chia sẻ thì còn một điều nữa mà người chăn nuôi cần phải thực hiện được, đó là khâu sử dụng các loại bát đựng thức ăn để phù hợp theo từng khẩu phần ăn của chồn. Bên anh Thành đang sử dụng loại bát inox với kích thước vừa phải, không quá to hoặc quá nhỏ, mà còn dễ dàng thu dọn và vệ sinh sau khi chồn ăn xong. Khi chăn nuôi bất kỳ một con gì thì ngoài cái khâu chuồng trại ra khá là quan trọng,
Và một cái điều mà quan trọng không kém phần đó là cái vấn đề về các cái bát ăn đựng thức ăn cho cái con giống. Thì với như của nhà tôi đây, thứ nhất là sẽ chọn những các cái bát ăn, thứ nhất nó sẽ vừa phải để đựng cái nguồn thức ăn, nó vừa phải, không quá to và cũng không quá bé để đủ những cái lượng thức ăn cho con giống. Cái thứ hai là phải sau mỗi một ngày chúng ta nên thu dọn lại và chúng ta sẽ rửa dọn như nhà của nhà tôi đây, rửa và để khô, đấy, và úp khô như này để đảm bảo cái tính vệ sinh cho cái bát ăn của con giống. Và bà con có thể khử khuẩn, thì cái khử khuẩn đơn giản nhất thì bà con có thể là sẽ hàng tuần bà con có thể là tráng lại nước sôi một lần chẳng hạn, để đảm bảo các cái khe kẽ nó sẽ không bị bám các cái bẩn, để nhằm tránh ảnh hưởng tới cái con giống của mình. Anh Thành chia sẻ thêm, giai đoạn chăm sóc chồn mẹ sau giai đoạn sinh sản là rất quan trọng, nhất là đối với những con chồn sinh được nhiều con thì càng phải được bổ sung nhiều dinh dưỡng hơn. Bà con càng bổ sung sớm nhường nào thì khả năng lên giống và giao phối lại của chúng sẽ càng nhanh. Trong lúc chăm nuôi chồn thì mỗi con nó có một cái sự hấp thu khác nhau, nên là với những các cái con chồn, ví dụ các con nái mà là sau khi những cái lúc mà nó sinh sản xong thì có thể là nó sẽ cần phải một lượng dinh dưỡng bổ sung nhất định, vì cái lúc đó khi mà nó sinh những cái con mà đẻ, càng đẻ sai đẻ tốt, thì sau khi cái thời gian mà nó chăm con thì có thể là cái lông của nó sẽ có thể là xù hơn. Đấy là những cái con mà chăm con đấy, thì mình sẽ lên bổ sung thêm cho các cái con chồn đó thêm những các cái chất dinh dưỡng để con chồn mẹ đó nó lấy lại các cái chất dinh dưỡng để nó tiếp tục phối để chuẩn bị cho cái lứa tiếp theo. Trước khi kết thúc cuộc gặp gỡ ngày hôm nay, anh Thành có một lưu ý muốn chia sẻ tới quý bà con. Trong những thời điểm nắng nóng oi bức, bà con nên thỉnh thoảng pha thêm nước điện giải cho chồn uống để giúp chúng được dễ chịu hơn. Còn nếu quý bà con vẫn còn những thắc mắc chưa hiểu hay muốn có cơ hội học tập kỹ thuật thì hãy liên hệ ngay cho anh Thành qua số điện thoại đang được hiển thị trên góc phải màn hình, hoặc đến trực tiếp một trong những trang trại lớn nhất của anh ở khu vực Hà Nội, có địa chỉ tại xã Liên Châu, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội. Bên anh Thành có sẵn chỗ ăn chỗ ở và các trang thiết bị cần thiết để bà con học tập chăn nuôi. Đối với bà con mua chồn giống tại trang trại, anh Thành sẽ cung cấp đầy đủ các loại giấy tờ quan trọng để bà con có sự yên tâm hơn khi mang con giống về nuôi. Nếu mà trong cái những cái thời điểm mà cái thời tiết nó nắng nóng oi bức thì bà con cũng lưu ý là thỉnh thoảng sẽ pha thêm các cái nước điện giải cho con giống của mình uống để cho nó bổ sung thêm các cái dinh dưỡng, các cái chất để như kiểu làm cho con giống của mình nó sẽ cảm thấy nó dễ chịu hơn. Và một điều nữa đó là khi nào mà bà con muốn tìm hiểu cũng như chăn nuôi cái con này thì có thể đến tất cả những cái trang trại của chúng tôi sẽ có những các cái chỗ ăn chỗ ở để cho bà con đến để học hỏi. Khi bà con đến với trang trại của chúng tôi thì chúng tôi cung cấp cho bà con những các cái giấy tờ pháp lý về con giống và có những các cái hợp đồng bao tiêu, hợp đồng bảo hành cho bà con, và chúng tôi có những cái giá là được thỏa thuận giữa hai bên và chúng tôi có dấu đỏ để bao tiêu cho bà con với thời gian là 10 đến 15 năm, nên bà con yên tâm chăn nuôi các cái con này. Và những bà con nào đang chăn nuôi mà đang tìm kiếm đầu ra có thể liên hệ trực tiếp với tôi sẽ là người tới trực tiếp trang trại để thu mua cho bà con. Chúng tôi vẫn là tự hào là một trong những các cái trang trại mà bao tiêu lớn nhất trên cả nước, và có những các cái trang trại nào dù không mua giống của bên tôi thì chúng tôi cũng tới trang trại của bà con để thu mua cho bà con, nên bà con yên tâm chăn nuôi.